Em chào cả nhà mình ạ, à. Chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream của shop em chiều tối ngày hôm nay nha. Vô like liền cả nhà, rất là nhiều mẫu trinh xinh ở trong livestream này, em sẽ sale rẻ cho cả nhà mình ha. Mình thích cái mã váy nào có việc bình luận cho em phía dưới, mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. Muốn em tư vấn gì trực tiếp trên livestream thì cả nhà cứ việc bình luận phía dưới nha cả nhà ơi. Đồng minh nhà em thì hiện tại đang mẫu mã đa dạng cho mình, kiểu dáng cũng rất là nhiều cho mình luôn nữa. Nhưng mà có mẫu đủ size cũng có mẫu lẻ size ha, em sẽ lên sang kẻ ở trên livestream. Thì giá của những em váy này sẽ dao động từ 79.000, 99.000, 101, 102, trăm mấy giá nào cũng có, 200 mấy giá nào cũng có luôn, cho tới 300 mấy độ lại ha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền cho em. Và đầm bên nhà em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà, tổng khoảng là U40, 50 trở lên mình mặc hợp và sang đó ạ. Chị nào chưa có tranh thủ nha. Rồi chị khách nào mà mình trẻ trẻ đó, mình muốn bon chen thì ok, mình cũng có thể là bon chen thoải mái nha. Sắp có giao hàng về tới tận nhà, nhận được váy mình được quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán luôn, ok không ạ? Rồi bây giờ em sẽ lên trước cho cả nhà mình cái mẫu váy này nha. Mẫu em đang mặc trên người đầm body cổ thuyền, trời ơi đẹp lắm luôn á. Chất liệu vải của em nó là dòng vải len nhũ cao cấp cho cả nhà mình. Nhiều chị khách còn gọi cái đầm này là vải á, vải dạ mềm á coi ơi. Trời ơi cái vải nó đúng đẹp luôn ha. Vải này đẹp sang xịn mịn lắm coi ơi. Và hiện tại thì shop đang có cho cả nhà mình đầm này là hai size lớn, XL với lại cả 2XL. Thì tầm khoảng là từ 55kg cho tới 75kg, eo 75 cho tới eo 95 nha. Đầm này em bị lẻ size rồi, cả nhà tranh thủ lên đơn chút liền, chậm tay quá nó hết hàng rất là ổn cả nhà ha. Trời ơi, phong đẹp, sang giả mang luôn, có coi diễn nhiều luôn ạ. Em chào chị Hồng Hạnh. Cả nhà ơi, thấy bài like của em cho em xin một nút chấm tương tác bài live stream cả nhà nha. Thấy bài like của em cho em xin một nút chấm tương tác bài like cả nhà, thích mẫu váy nào bình luận cho em. Dạ, em chào chị Phạm Hiểu, em chào cả nhà mình mới vô nha. Nhanh tay vô liền săn sale với shop cả nhà, rất là nhiều mẫu xinh ngay hôm nay ạ. Rồi cái mã body em đang mặc trên người đây, em đang mặc mã số của em nó là 1657. Em đang mặc trên người mã số của em nó là 1657 nha. Em sale cho cả nhà mình. Cái mẫu váy này bình thường mình mua 300 mấy ha. Bình thường mình mua 300 mấy, ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có là 199 thôi. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1657. Mình đặt đơn mình luận ngay cho em mã 1657 với số điện thoại săn sale với em, giá chỉ có 199 ngày hôm nay ha. Đầm này thì có độ co giãn cả nhà ơi, váy mềm sờ lên cái chất rất là mát luôn, êm ái dễ chịu cho mình. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1657. Chị khách là mình đặt đơn mình luận ngay trên phía dưới mã số 1657 và số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn nha. Nhanh tay lên đơn chốt liền cho em cả nhà ơi, chậm tay quá nó hết hàng rất là ổn luôn nè. 1657 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. 1657 và số điện thoại ha. Rồi ok, chuẩn bị em thay tiếp cho mình mẹ váy khác nha cả nhà ơi. Nhanh tay lên đơn chốt liền cho em ạ. Mẫu em đang mặc mã số của em nó sẽ là 1657 giá 199, 1657 giá 199.000 đồng. Về cái phần cổ áo này thì cả nhà có thể tùy chỉnh được nha. Mình mặc theo kiểu cổ thuyền như vậy cũng được, mà kiểu cổ xéo cũng được nha cả nhà, cổ chéo cũng được nha, thì tùy mình chỉnh nè. Hay là mình sẽ mặc theo cái kiểu cổ đổ cũng được cả nhà nha. Rồi em đang mặc mã số của em nó là 1657 mấy chị yêu ạ. 1657 ngày hôm nay shop sale cho mình luôn. Giá chỉ có 199. Đồng này mà mình mặc đi chơi hay là đi tiệc đều đẹp nha. Đó, đảm bảo luôn, không có shop nào mà dám bán cái đầm body len nhũ này giá 199.000 cả nhà. Cái form nó đẹp lắm, chỗ cái tông màu xám lông chuột cho cả nhà mình thôi. Cái tông màu này thì mặc lên nó rất là sang luôn, đúng không nè. Rồi, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm mã khác nha. Lên váy sale cho cả nhà mình đi. Tiếp tục em sẽ lên cho cả nhà mình cùng xem thêm cái mã khác sale rẻ cho cả nhà mình luôn, giá 99.000 đồng nha. Vô đầu like cả nhà tranh thủ chấm bài tương tác giùm em với cả nhà ha. Cho em xin một nút chấm tương tác bài like, thích mã váy nào bình luận cho em phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được nè. Rồi đây, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số của em nói là 1479. Em đang mặc mã số của em nói là 1479 ạ. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho cả nhà mình. Cổ sơ mi tay lỡ nha, ôm eo, dáng đầm body. Trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. Đầm này họa tiết nó hơi lạ một tí xíu nha. Và em có cho cả nhà mình size lớn nhất, đó chính là size 2XL. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1479.
Em đang mặc mã 1479 nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho cả nhà mình, tay lỡ nè, ôm eo, dáng nồng body cho cả nhà mình nha. Chất loại vải của em nó là dòng vải lụa satin đó cả nhà ơi. Cái tông màu của em đó nè, nhìn lạ ghê chưa, sờ lên rất là mướt luôn, hơi bị mềm luôn á. Rồi sale rẻ cho cả nhà mình ngay hôm nay luôn, chỉ có bao nhiêu cả nhà? Sale rẻ ngay hôm nay cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng, mã số 1479, eo 78 cho tới eo 85. Eo 78 cho tới eo 85 thì mình sẽ mặc vừa mã này nha, 1479. Rồi 99.000. Chất lụa satin cả nhà, mặc vải hơi ống nhẹ nha. Mình sờ lên mặt vải nè, siêu mịn luôn, cái chất mướt nha cả nhà ơi. Váy may một lớp thiết kế thêm hai túi cho mình. Em đang mặc trên người mã số của em đó là 1479. Ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 99.000 đồng một váy, chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Mình đặt đơn mình lượt ngay cho em mã 1479 và xuyên thoại nha. 1479 và xuyên thoại. Chế Hoàng Mỹ ơi, 1479 em hết size L rồi, em còn 2XL, eo 78 cho tới eo 85 nha. Vậy đẹp mình mặc size L đúng không? Mặc size L để em lên cái đầm này em xe cho nè. Mặc size L thì để em lên mẫu khác xe rẻ cho mình ha. Còn cái đầm này em còn cho mình là size 2XL, size lớn nhất đó chị ạ. Eo 78 cho tới là eo 85 thì mình sẽ may vừa nha. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho mình xem mã khác. Lên cho mình size L để mấy chị đẹp ơi. Cả nhà mình muốn em lên size nào mình lượng cho em nha. Đầm lẻ size có, đầm đủ size cũng có nha mấy chị đẹp ơi. Rồi đây em sẽ lên cho mình một cái em đầm size L. Đẹp xuất sắc luôn. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1550. Lúc trưa không kịp mặc cái mã này nè cả nhà ơi. Lúc trưa không kịp mặc cái đầm này nè. Em đang mặc trên người mã số của em đó là 1550. Body á em, à vậy hả chị. Rồi ok, sau mẫu váy này để em lên body cho chị có size L nha. Size lớn 3X. Chị Nhật Phương ơi, đầm ở nhà em không có size 3X, M, L, XL với 2XL thôi. 40kg cho tới là tầm 8-90kg. Eo 100-110 đổ về đó chị ạ. Chị mình eo bao nhiêu cho em xin cái số đo eo nha. Tại vì nhiều khi á, nhiều khi cái size á, có thể là mình thấy là 3X, 4X á, mình thấy cái size lớn nhưng mà cái số đo eo nó là nhỏ. Bên nhà em thì có size M, L, XL và cả 2XL. Nhưng mà đầm á, những cái đầm có một số đầm giống như cái đầm này đi, thì phần eo nó sẽ được 100. Phần em nó sẽ được 100. Có đầm phần em nó sẽ lên được 110 đó chứ ạ. Rồi em đang mặc mã số của em đó là 1550 size L nhé. 1550 size L cả nhà ơi. Eo 70 cho tới eo 77. Giá của em nó eo 90 hả chị? Eo 90 nhỏ mà. Eo 90 mặc size 2XL là vừa rồi. 2XL em có đầm không có co giãn luôn. Eo 90 cũng có. Eo 90 chính là 100 là mình đang có nha. Rồi em đang mặc trên người mã số 1550. 1550 em sale rẻ cho cả nhà mình luôn là 99.000 cho size L. 99.000 đồng cho size L cả nhà. Giá cũ em bán là 329. Hôm nay sắp sale luôn 99.000 đồng ạ. Chất liệu vải von nè và có phối cho mình chấm bi. Chấm bi này dệt kim tuyến nha. Đó, giặt gũi là không bay không phai, không bong tróc, không rơi rớt gì hết. Vần tay may một lớp, thơ mấy kỳ lượng hai lớp, có túi cho mình luôn. Mẫu em đang mặc mã 1550. Chị khách nào mặc vừa size L thì mình chốt đơn cho em cái mẫu đầm này ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1550. Giá của em đó ngày hôm nay chỉ có 99.000, 1550 giá 99.000 đồng. Rồi chứ em mình eo 90 đúng không? Rồi em sẽ lên một cái mẫu đầm vừa có eo 90 và vừa là đầm body cho mình luôn. Rồi đây. Em để nó đâu rồi ta? Chờ em xíu coi nha nha. Ủa em để nó mất tiêu rồi trời. Nó nằm ở đây dùng cái này xem lời mà không có vừa. Phải lấy xem mở mới được. Chờ em xíu cả nhà nha. À đây nè. Rồi để em lên cái đầm khác có size L với lại có eo 90 cho mình luôn body nha. Em đang mặc mã số 1550. 1550 cả nhà ơi. Dễ mặc cực kỳ luôn ha. Đầm này em chỉ còn vài chiếc thôi. Size L chỉ khách là mình đặt đơn tranh thủ. Giá 99.000 đồng nha cả nhà ơi. Mấy cái mẫu đầm siêu rẻ thì em còn một size và số lượng ít. Số lượng ít thì mới sale rất là rẻ cả nhà, cho cả nhà mình tranh thủ nha. 1550 99.000 cho size L. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã khác. Đây. Lên cho mình cái váy body. Váy body thì mình mặc lên nhìn trẻ nè cả nhà ơi. Trẻ đẹp xuất sắc luôn. 40kg cho tới 75kg, eo 92 đổ về mình sẽ mang đẹp cho em nha. Tiếp tục mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1660.
Em đang mặc mã số của em đó là 1660 ạ. Rồi rất là đẹp luôn cả nhà ha. Chị Hồng Nhung ơi, cho em xin mã số nha chị Hồng Nhung. Chị Hồng Nhung đặt mã nào cho em xin mã số nha. Size 1000, mã 1000 em không có. Cái hồi nãy em mới mặc qua là 1550 á chế. Mình đặt đơn giống như chế Uyên dùm em nha, chị Uyên lên dùm em nha. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc này cả nhà ơi. Em đang mặc mã số của em đó là 1660, mẫu em đang mặc mã 1660. Đồng ý thiết kế sợi cổ tròn cho cả nhà mình ha. Rồi tay này cả nhà, tay lỡ có ôm eo. Đó, dáng đầm body cho cả nhà mình. Đầm này 40kg cho tới 75kg, em 92 đổ về mình mặc đẹp cho em luôn. Có co giãn cả nhà nha, váy này có co giãn cho mình luôn. Êm lắm, cái chất vải này vải nhung lạnh, mình có thể mặc mùa thu mùa hè được luôn. Sờ lên cái chất nè, trời ơi nó mịn lắm luôn, chất mát nha, co giãn cho mấy chị yêu mình luôn ạ. Phần thân váy là cái tông màu đen cho mình, cho khi mà mình diện lên á thì nó rất là tôn da vừa gọn dáng cho mình luôn ha. Và em đang sale cho cả nhà mình, giá chỉ có 4 size đầy đủ cả nhà. Đây là mẫu váy mới vừa về, và trong cái chương trình live này, trong cái phiên live này em sẽ sale rẻ cho mình chị con 249 ngày đồng, ok chứ Hồng Nhung. Rồi mình đặt đơn và lượng cho em mã số 1660, 1660 nha cả nhà ơi. Và xuyên thoại giá là 249 ngày đồng. Đồng này vải của nó cái chất rất là mềm luôn, không những mềm nè, sờ lên mặt vải mướt mịn nha, có co giãn nhiều cho mình luôn, khóa cái ẩn nằm đằng sau lưng. Rồi mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1660 cả nhà nha, 1660. Mình đặt đơn và lượng ngay cho em mã 1660 và xuyên thoại cho là được em tư vấn và chờ hàng cả nhà nha. 1660 và xuyên thoại cho em là được cả nhà ơi. Trời ơi ta nói nè, đẹp xuất sắc luôn. Và nguyên cái mảng kim sa ở đây á, thì em từng viên kim sa này em sẽ may lên trên mặt vải nha, không dán keo và không ép nhựa cả nha, đẹp ghê không. Thân váy là vải nhung nè, đó, còn đây nguyên cái mảng kim sa cho mình đây, đẹp xuất sắc luôn. Mẫu em đang mặc, mã số của em nó là 1660. Mình đặt đơn và lượng ngay cho em mã 1660 và số điện thoại, được đúng một màu duy nhất cho mình luôn nha. Hay để em kiểm tra coi nó còn không, hay bị lẻ sai nữa. Mấy mẫu với mấy mới bên nhà em á, nó đang dần lẻ sai rồi cả nhà ơi. Ui đầm này còn sai cả nhà, sai lợm gần hết nha. Em đang mặc mã số của em nó là 1660, 249 cành. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mặt khác. Lên mấy cái đầm chưa mặc đi ha cả nhà ơi. Rồi em đang mặc mã số của em nó là 1660. Em lên đầm 79 ngàn nha. Cả nhà thấy bài like của em vô chấm bài tương tác giùm em cái. Cả nhà ơi thích mẹ váy nào bình luận cho em phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. Rồi đây lên đầm sale 79 ngàn đồng cho các chị đẹp mình. Đầm em chỉ còn một cái thôi nha, cả nhà tranh thủ lên đơn ạ. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là, trời cái đầm này mặc nhà được nha mấy chị yêu ơi, 1493 size M, 40kg cho tới 54kg, eo 72, 40kg cho tới 54kg, eo 72 dùng em. Em 54kg này mặc hơi rộng hơn xíu nè cả nhà, eo 72 là mình mang vừa y luôn nha. Trời ơi cái đầm này, em còn con cái cuối cùng mà cả nhà ơi. Một chiếc cuối cùng sắp kho luôn. Đây, một chiếc cuối cùng nha cả nhà nha, cái em mặc lại em không có bán đâu nha. Một chiếc cuối cùng cả nhà ơi, trên lai mặc sao về dạy trang vậy, 79 ngàn đồng luôn. 79 ngàn đồng cho các chị đẹp mình dồn đơn luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1493, 1493 size M, giá 79 ngàn, 79 ngàn đồng cả nhà. Mua mặc cũng đẹp, mua tặng cũng sang nhá. Mã số của em đó là 1493, 1493 nhanh tay dùng em. Size M cả nhà. Rồi 55kg eo 72, 74 mang vừa. 55kg eo 72, 74 mang vừa cả nhà. Em đang mặc trên người mã số của em đó là 1493 nha. Chắc là vải của em đó là dòng vải von lụa. Và cả nhà yên tâm cái vải von lụa này nè, khi mà cả nhà mặc lên sờ lên cái chất rất là mát luôn, không những mềm nè, mát nè, nhẹ tinh ha. Hai lớp nè, hai túi cho mình luôn, có khóa kéo nằm đằng sau lưng họa tiết long cong. Đồng bên nhà em thì rất là nhiều, nhưng mà chỉ có duy nhất cái đồng này là họa tiết long cong cho mình thôi à. Em đang mặc mã số của em đó là 1493 nha, 79 ngàn, 1493, 79 ngày đồng cả nhà nha. Một chiếc duy nhất và cuối cùng là em hết luôn rồi đó. Cả nhà đặt đơn tranh thủ lên đơn chút liền cho em mã số với số điện thoại cho em là được ha. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Chờ em xíu nha, lên tiếp cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác nè.
lên nằm xòe đấy cả nha, lên nằm xòe 99k ha, hay là cả nhà thích em đào lên nằm size size lớn một tí, size lớn size nhỏ anh có đủ nha. Rồi đây, lên cho mình một cái em đầm bờ lưng, mình lên xinh xỉu luôn. Trời, cái đầm này dễ thương nè. Lên luôn cho nó hết luôn cả nhà. Mỗi size còn hai mấy chiếc. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó sẽ là 1651. 1651 ạ. Đầm này thiết kế sờ cổ lục giác cho cả nhà mình nha. Tay lỡ vai bồng nè, ôm eo, dáng đầm phong xòe cả nhà ơi. Đó, chất liệu vải của em nó là ren lưới có phối kim sa. Ren lưới có phối kim sa này, vải màu đen nha, chiếu chiếu cho mình luôn, dễ thương nghe không? Phần tay là một lớp nha, thân váy là hai lớp cho mình, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Rồi, em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1651. Em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1651 nha. Chị nào mà đặt đơn mình lận cho em mã 1651 với số điện thoại. 1651 với số điện thoại giá 199.000. Để em xem còn đủ không cả nhà. Rồi. Em còn cho mình 2 size nha. Trong đó size M em còn 30 chiếc và size L em còn 23 chiếc cuối cùng. Đây, cái chất liệu vải này là ren lưới có phối cho mình những cái viên kim sa như vậy. Thì từng viên kim sa đây thì em sẽ may lên trên mặt vải nha, không dán keo và không ép nhựa cả nhà ơi. Phần tay em sẽ may cho mình một lớp, thân váy kiểu lượng hai lớp cho mình nha, cứ yên tâm. Trời chiếu chiếu xinh ghê không? Mấy cái đầm kim sa em hay về lắm cả nhà, nhưng mà lâu lâu mới có về một đợt đó, lâu lâu mới có về một đợt, cũng về nhưng mà lâu lâu về đợt cả nhà. Có đợt em về cho mình màu tím nè, màu xanh nè, màu đỏ, màu hồng đúng không? Đợt này về màu đen, màu đen với lại màu xanh là đa số là hay về nhiều cho mình kim sa cả nhà ơi. Trời ơi, cái form này dễ thương nha, hơi bị xinh luôn. Mặc mẫu đầm này lên nè, vừa trẻ nè, vừa dễ mặc cho cả nhà mình ha. Rồi em có cho cả nhà size M. Size M là eo của em nó là eo 65 cho tới eo 75. Size M eo 65 cho tới eo 75. Và size L. Size L thì eo của em nó là eo 75 cho tới eo 82 nha. Eo 75 cho tới eo 82. Rồi mình đặt đơn bình luận cho em mã số 1651 với số điện thoại giá 199.000 đồng. Đây, giá cũ mình đã coi những bài live stream cũ rồi đúng không? 349.000. Hôm nay em hết mất 2 size rồi. Em sale cho mình còn 199.000 đồng nha. Đó, giảm cho cả nhà 150.000, 149.000. Rồi chị khách đặt 150. Chị khách mình đặt đơn bình luận cho em mã nha. 1651 với số điện thoại giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 199.000. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Rồi, cả nhà có thích đầm nào không? Thích đầm nào em lên đầm cho mình nè. Rồi, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu. Cả nhà thích sơ mi hay là lên cho mình cái tím liệm tìm sim đi ha. Cái tím này lúc này là hồi trưa này em chưa có mặc. Với lại có body size 2XL sale 99k luôn. Cái tím này là tím Huế nha, lúc trưa này em chưa có mặc. Mẫu của em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1646. Rồi, đầm này nè cả nhà ơi, còn có 2XL thôi à. 1646 nhưng mà được cái là form rộng rãi nha. Eo của em là eo 80 cho tới eo 95. Eo 80 là chưa coi giãn rồi được tới eo 95 cho em nhé. Coi giãn rồi được tới eo 95. Màu tím Huế này rất đẹp khi mà mình nhận được hàng ở bên ngoài cả nhà nha. Ở trên livestream nó không có đẹp bằng bên ngoài đâu, đảm bảo luôn á cả nhà ơi. Chất này chất nhung lạnh nha, mình có thể mặc mùa thu mùa hè được. Coi giãn nhiều cho mình luôn ha. Đó, dáng ôm như thế này. Rồi em đang mặc cho người, mã số của em nó là 1646. Mình đặt đơn mình lượt ngay cho em mã 1646 với số điện thoại cho em là được rồi. Ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Em đang mặc trên người mã số 1646 giá 199.000 đồng nha. Tông màu tím Huế cả nhà ha. Ở trên đây nè, là ánh đèn nó dội xuống cho nên nhìn cái phần thân trên này nó hơi sáng màu quá so với cái thân váy cả nhà nha. Thì ở bên ngoài á, cái màu của em nó sẽ đều màu chứ không phải là khúc sáng khúc tối như trên livestream như vậy đâu. Cái này là do ánh sáng nha cả nhà ơi. Trời ơi đẹp lắm. Mẫu đầm này mặc lên cái chất nó rất là sang luôn. Tông màu này là tông màu chuẩn tím Huế nha cả nhà. Thì tại vì cái điện thoại của em độ phân giải nó hơi kém á, cho nên cái màu này không có được chuẩn. Màu này ở bên ngoài mặc không đẹp, em không lấy tiền cả nhà luôn. Giá là 199.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ lên váy xòe 99k cho cả nhà mình ha. Cái chị đẹp ơi, mình đang theo dõi live của em á, cả nhà mình cho em xin một nút chấm tương tác với bài livestream này nha. Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em đó là 1646. 1646 giá của em đó là 199.000 đồng. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã váy khác. Đây, lên luôn cho mình cái đầm xòe 99k.
rất là xinh luôn. Mẫu của em đang mặc cho người mã số của em nó sẽ là 1522. Cả nhà chơi xin một nút chấm tương tác bài livestream cả nhà nhé. Tiếp tục, em đang mặc trên người mã số của em nó sẽ là 1522. Đây, đầm này cổ chéo, tay ngắn, ôm eo dáng xòe, chất ren. Ren bên nhà em thì bao la, mẫu nào cũng có, kiểu nào cũng có. Hiện tại thì em đang có cho mình là ren họa tiết nha. Ren họa tiết, ren hoa, ren bi với lại ren ren ô như em đang mặc nè. Đó, em đang mặc nè, những cái ren này nó ô như thế này đây. Rất là đẹp luôn. Rồi, mẫu em đang mặc mã số là 1522. 1522 cả nhà nhé. Rồi, 99.000 cho mình luôn trong cái like này. 1522 ưu tiên cho chị khách nào đặt đơn dùng đơn nhé. Dùng đơn 595.000 đồng em miễn phí giao hàng toàn quốc nha. Mã đen, mã máy World Shop. Mã đen Kim Sa hả chị? Mã đen này là 1651 quá chứ đẹp ạ. À. Mã đen này đúng không? Mã đen này là 1651 chứ đẹp nha. 40kg cho tới 62kg em 82 thì mình sẽ mang vừa ren kim sa đó chị ạ. Đẹp lắm, mấy cái viên kim sa này em may lên trên mặt vải luôn, không có dán keo, không có ép nhựa nha. May lên trên mặt vải cho mình luôn á, chỗ nó đẹp mà nó xinh dễ mang luôn á chị. 199.000 đồng nha. Rồi nhanh tay lên đơn dùm em. Cái này là 1651, 1651 là ren kim sa nha chị. 1651 là ren kim sa dùm em. Rồi ok. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1522. Em đang mặc trên người 1522 nha. Rất là đẹp luôn, 55kg, eo 75, eo 76 thôi chị. Eo 76 thì cũng có thể mang vừa đó chứ yêu ạ. Nhưng mà eo 75 á, thì mặc lên em thấy là cái đầm này á, là eo đầm này nó sẽ co giãn được đó là eo 78. Nhưng mà để các bạn tư vấn cho mình ha, để các bạn tư vấn cho mình kỹ hơn. Rồi em đang mặc trên người mã số của em đó là 1522, 99.000 đồng, 54kg, cao 1m56, eo dưới 75 thì mình mang vừa chị nha. Eo dưới 74, 75 thì mình mang vừa chế nha. Rồi 99.000 dùm em, 99.000 đồng mã số 1522. 1522, 99.000 đồng nha cả nhà ơi. Vải đẹp mềm lắm, vải ren này đẹp cực kỳ cả nhà, cái form cũng đẹp nữa. Form này nè, cái form này cả nhà mặc lên nhìn mình gầy đi mấy ký luôn á cả nhà ơi. Đẹp giả mang, rồi 99.000 ha. Rồi em qua tiếp cho mình mẹ khác. Đầm xem siêu nhiều luôn cả nhà ơi, mình tranh thủ lên đơn liền cho em. Chậm tay nó hết uổng cả nhà. Đó, 1522. 1522 giá 99.000, 1522 giá 99.000. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình mẹ khác nha. Lên cho mình cái đầm có size lớn hơn đi. Nãy giờ em lên cho mình toàn mấy cái đầm có size bé bé thôi à. Bây giờ lên đầm size lớn nha cả nhà. Ui, có cái đầm kia xinh quá. Rồi, em lên cho mình thêm một mã ren tông màu xanh đen, rất là dễ mặc luôn. Ok chị, 1651, 199. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1669. Trời ơi, cái chất ren này nó đẹp. Có chị nào nhận được váy này chưa? Cái em váy này là hiện tại còn 3 size á cả nhà ơi, M, L với á. Ok chị, rồi à, rồi rồi, em thấy đơn của mình ha, chị Hoàng Mỹ nha. Tiếp tục, em đang mặc trên người mã số của em nó là 1669 ạ, 1669. Đầm này cái sẽ là cổ lục giác cả nhà mình. Trời, cái chất ren này nó đẹp lắm. Cái chất ren nó đẹp lắm, cái màu xanh than này bên ngoài nó cũng đẹp luôn cả nhà ơi. Nhìn rất là tươi mới, rất là nét. Trên cái điện thoại của em là nhìn đó, nó bớt bớt đẹp đi rồi cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đây là một trong những mẫu đầm ren nằm trong top bán chạy bên nhà em nha. Đó, rồi em đang mặc mã là 1669. 1669. Chờ em xíu mấy chú yêu nha. Cái điện thoại, ố quên cái máy của em đó, nó giật quá. Trời ơi, em còn size M, L với 6 cái size XL là em hết luôn nha. Chị nào mặc size XL tranh thủ dùm shop. 40kg cho tới 65kg, eo 84. Eo 84, mã số 1669. Em đang mặc mã 1669. Nếu như mà đầm này em có đủ size á, thì đầm này eo của em nó sẽ được tới eo 88. Rồi bây giờ đầm này size M nè là eo 65 cho tới eo 75, size M eo 65 cho tới eo 75, size L eo 75 cho tới eo 80 và size XL thì eo 80 cho tới eo 84 dùng em. Giá của em đó ngày hôm nay là 229.000. Cái chất ren rất là đẹp cả nhà ạ. 1669 229.000, 3 size cho mình dễ chọn luôn. Đây, 3 size cho mình dễ chọn nha. Giá cũ là 350, hôm nay sale còn 229.000 đồng. Em cao 1m65, đầm em sẽ mặc dài tới bắp chân của em như vậy. Mình thích mặc dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc cho em. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì đơn giản, mình lên like cắt ngắn được cho em tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mốt form nha. Cổ lục giác ở cả nhà mình, tay lỡ vai bồng nè.
Cái giấy váy rất là xinh cả nhà ơi. Rồi em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1669 nha. Mà đặt đơn bình luận ngay cho em mã 1669 và số điện thoại cho em là được em tư vấn. Rồi giá ngày hôm nay sale rẻ cho các chị đẹp mà luôn chỉ có 229.000 đồng một váy thôi. Trời quá xuất sắc ha. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mã khác. À, cái họa tiết ren như vầy nè, em đứng gần cho mình xem nha. Họa tiết ren nè cả nhà, ren mông cúc nha. Dạ em chào chị Võ Thị Cẩn, em chào cả nhà mình mới vô. Cả nhà mình mới vô cho em xin một nút chấm tương tác và livestream nha. Em đang mặc mã 1669 nha. Đang sale rẻ cho cả nhà luôn 229.000 đồng. Đồng trung niên á cả nhà ơi. Em lẻ size em sale cho cả nhà mình luôn 1669229.000. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mã khác nha. Lên cho mấy chị yêu mình một cái em đầm. Không biết cả nhà mình thích đầm sao, cho là em sẽ lên đại luôn nha. Em có một cái em đầm màu đen mà có phối kim tuyến nè. Nó hơi lạ lạ một xíu. 1522 em còn size M rồi chứ Thùy Dung ơi. 55kg eo 75 đó chị. 55kg eo 75 đó chứ yêu ơi. Chứ yêu mình có mang vừa không? 55kg eo 75 đó chứ. Rồi tiếp tục nha. Em đang mặc nè, mã số của em nó sẽ là 1613. 1613 em còn mấy cái này, chờ em xíu nha. 1613. 1613. Rồi. Em còn cho cả nhà mà size M với size L. Ở đâu ra một cái size L đây, hay dữ vậy trời. Rồi. Em còn size M với size L cả nhà ơi. Rồi đầm này em sale cho cả nhà mình luôn nè. 179.000 đồng, 54kg lấy cho em size em 54kg nè chị. Em 54kg nè chị yêu ơi. Rồi, em đang mặc cho người mã 1613 nhé. 1613. Đầm này size M được tới eo 72 và size L được tới eo 76. Size M được tới eo 72, size L được tới eo 76 cho em nhé. Rồi, 1613 còn một cái eo 76 luôn chị Trần Mai, lên đơn đi chị, 179. 179 chị Trần Mai nha. Đặt đơn bình luận ngay cho em mã luôn, 1613 với sáng đợt dễ thương luôn chị ơi. Cái này em dịch chỉ cho em tuyến chặt ủi là không bay không phai nha. Không bong chóc, không rơi rớt, phần tay may một lớp, phần thân váy kỷ lượng hai lớp cho mình. Thiết kế thêm cho cả nhà hai túi. Phần tay này em may một lớp, em mặc thì cảm nhận là hơi chăm chích nhẹ nha, nhưng mà mình vẫn ok mặc được nha cả nhà ơi. Còn phần thân váy là yên tâm, không có sợ bị chăm chích gì hết, tại vì bên trong em đã lót kỹ lưỡng hết cho mình rồi. Rồi, em đang mặc cho người đa eo đi chế á, Nguyễn Kim Sa ơi. Đầm này size M là eo 72, size L là eo 76 nha. Đó, giá của em đó là 199, mã số là 1613. Một ô quên bảy bạc, 179 chứ. Trời ơi, mới giảm giá nữa mà. Rồi. 179.000, cả nhà em lỡ quên. 179.000 đồng nha. Xinh lắm, hai lớp, hai túi cho cả nhà mình. Khóa kéo nằm đằng sau lưng, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em là 1613. Ok, em chuyển mẫu nha. 1613 cả nhà nha. Nhanh tay lên đơn chốt liền cho em, còn size ML. Còn size ML. M còn thì còn mấy chục cái đó. M còn mấy chục cái đó, size L còn một cái cuối cùng là hết luôn. Giờ mà cái đầm này mình đặt hai cái size L cũng không có để em giao em bán luôn á cả nhà. Tiếp tục chuyển thêm cho mình xem mẫu khác nữa nha. Lên cho mấy chiếc đẹp mình đầm body đi. Lên một cái em đầm body trí phố đi cả nhà ơi. Ui. Xuất sắc quá trời. Rồi đây. Mẫu này mẹ số của em nó là ui da. 1659 nha. Cả nhà đặc biệt có muốn lên cái nào không? Bon trang được không em? Dạ cái đó không vừa rồi chứ đẹp ơi. Rồi eo 80 lấy cái khác. Eo 80 chắc lấy cái này được nè chị. Mà để em coi coi còn size của chiếc em mình không đã. Cho em tiếng nha. Đây đây cái đầm này. Cái đầm này á là body đẹp vai. Đẹp quá. Quá đẹp. Cái đầm này mặc nó hơi rộng hơn so với em xíu á. Đó. Rồi cho em bóp eo lại cái nha. Chậm xíu thôi nha. Đó, bẹt vai như vậy. Rồi, cái tay này. Chậm xíu cả nhà nha. Em đang mặc 1659 nè, em tặng quà luôn. 199.000 đồng sẽ khai váy này. Đó, đẹp không chị yêu ơi? Trời ơi, sao mà đẹp dữ vậy trời. Xuất sắc luôn, không kiếm ra shop thứ hai mấy cái đầm y chang như vậy mà giá rẻ như vậy luôn á. Vải đẹp quá trời đẹp nè. Nền đen có phối nhũ cho cả nhà mình. Em đang mặc cho người mã số của em đó là 1659 nha. Hồi đẹp quá cả nhà ơi, 1659, 199. Chờ em xíu nha.
1659 thì hiện tại em đang có cho cả nhà mình. Chị ơi em tắm mơ lên cái này đi. Em còn cho mình size M, size L với lại 2XL. Size M em còn nhiều, L em còn 3, X là em hết hàng, 2X em còn 6. Là em hết luôn, chờ em chút nha. 1659. Rồi bây giờ 1659. 1659 size M, L của em nó sẽ là L65 cho đến L75. 1659 size M, L65 cho đến L75. Rồi. Ui da trời đất ơi. 1659 dạ vừa vừa chị ơi, cái đồng đen xòe em like xong nó không vừa chứ đẹp ạ. Cái đó là em còn size bé thôi à. Rồi em đang mặc trên người 1659, em có cho cả nhà mình size M, L65 cho tới L75. Size L, L75 cho tới L80. Đó, L70 cho tới L80 đi, L70 tới L80. Và size 2XL sẽ là L78 cho tới là L88. L78 cho tới L88 giùm em, size 2XL. Đó, rất là đẹp luôn nha. Cái số đo đó là từ chưa có co giãn để bình thường, rồi co giãn ra thêm. Đây cái đầm này nè, eo chưa co giãn, eo bình thường là L64. Eo co giãn nữa cho mình là được 10 phân là được tới L74, L75. Đó, lên được tới 76 nhưng mà thôi tính 74 thôi. Rồi, size L chưa co giãn là L68, co giãn luôn rồi là eo được tới 78 cho em. Còn size 2XL chưa co giãn là L76, co giãn nữa cho cả nhà mình được tới L86 nha, L86, L88. Rồi em trước xe cho cả nhà luôn 199. Mình mua cái em body này, em có tặng cho mình luôn cái phụ kiện là cái ghim cài áo này nha. Trời ơi đẹp quá cả nhà ơi, chốt đơn liền cả nhà. Em đang mặc trên người mã số của em nó là 1659. Mình đặt đơn bình luận ngay cho em mã 1659 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chị hàng cho cả nhà mình luôn. Rồi ngày hôm nay thì shop sẽ sale rẻ cho cả nhà mình giá là 199.000 đồng, mã số là 1659 nha. 1659 em còn size M, L với lại size 2XL đó. M, L với 2XL đó nha. Ui trời đất ơi sao vậy? Cả nhà mình thông cảm, cái laptop của em á, em bấm vô cái đó nó bị văng ra. Sao vậy ta? Đất ơi. Rồi 1659 nha. Rồi em báo size lại cái em qua luôn nha. Size M L64 co giãn được 10 phân là eo được tới 74. Size L eo chưa co giãn là L68, co giãn rồi là eo được tới 78. Size 2XL thì eo chưa co giãn L76, co giãn rồi là eo được tới 86 giùm em. Rồi giá của em ngày hôm nay sẽ là 199.000 đồng. Quá xuất sắc. Rồi 1659. Rồi ok chị, lấy 2XL đi chế ơi. Lấy 2XL cho em nha. Đẹp lắm. Cái đầm này quá đẹp rồi. Mặc đi, mặc đi tiệc cho em. Mặc đi tiệc cho em chị. Đẹp lắm. Hai lớp nha, không có sợ thấy sợ lộ gì hết trơn á. Em cao mét 65, đầm này mặc dài tới bắp chân của em luôn. Tính là nó cũng không ngắn luôn nha. Lưng lỏng dài dài dễ mặc cho mình. Thôi, nó lung linh lắm mà nó mềm mà nó nhẹ lắm nha. Đầm này mặc mát lắm, mùa hè mùa thu mặc thoải mái cho em. Mùa hè mùa thu mặc thoải mái cho em. Trời nó rất là xuất sắc luôn á. Ok tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mấy chiếc mình cùng xem thêm một cái mã váy khác. Chém xíu nha. Ui da. Rồi cả nhà muốn em lên mã nào bình luận phía dưới cho em nha cả nhà ơi. Muốn em lên mã đầm này bình luận phía dưới cho em nha. Em lên đầm cho mình luôn. Rồi tiếp tục lên thêm cho cả nhà mình cái đầm sơ mi. Sơ mi này ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình, giá chỉ có là 129.000 đồng. Còn vài chiếc em sale rẻ cho mình luôn nha. Mẫu em đang mặc, mã số của em nó sẽ là 1464. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em nó sẽ là 1464 ạ. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho cả nhà mình. Cổ sơ mi tay lỡ ôm eo, dáng đầm phong xòe, chút là về chiếc phong. Váy mày hai lớp, hai túi, có hai cái cộng roi hai bên buộc eo luôn. Ơi nó đẹp. Rồi, em đang mặc trên người mã số 1464129. Chờ em xíu nha, hồi trưa này em thấy còn hai size đó, để giờ em coi còn mấy size. Ok, một size XL. Một size XL mã 1464. 1464 size XL cả nhà ơi. Rồi đầm này size XL, eo của em nó sẽ là tầm L75 cho tới L82. L75 cho tới 82. Cân nặng là 55 kg cho tới 62 kg. Mã 1464. 55 kg tới 62 kg, L75 cho tới L82, giá là 129.000. Rồi giá của em váy này là 129.000 đồng. Mình đặt đơn bình luận ngay cho em mã 1464 và số điện thoại 1464 và số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng luôn nha.
1464 và số điện thoại cho em cả nhà ơi. Rồi em sẽ váy cho cả nhà mình luôn. Giá của em nói ngày hôm nay sẽ là 129.000 đồng. Đó, 55kg, 55, 56, 57, 58, 60kg, 62kg men vừa mãi này, giá 129.000 đồng. Eo 75 cho tới eo 82 nha. Chiếc lời vậy của em nói là chiếc lời vậy chiếc phô cao cấp cho cả nhà mình. Vải đẹp, mềm, chất mát nè, họa tiết dây xích nè. Đó, bên nhà em hiện tại có một cái dây xích này thôi đó. Cả nhà thích thì ngay bây giờ tranh thủ nha. Mẫu em đang mặc mã 1464 giá 129. 1464 giá 129.000 đồng. Mình đặt đơn bình luận ngay trên phía dưới mã số 1464 với số điện thoại cho em được em tư vấn và chờ hàng cả nhà nhé. Chứ là vậy chiếc phôi thì cả dù cái yên tâm, vải mềm, nhẹ tên, cái chất rất là mát cho mình luôn ha. Dán xòe xòe nè, mã số các em nói sẽ là 1464 giá 129.000. Ok, tiếp tục chuyển sang nhà mình xem mã khác nha. Rồi, để em lên cho cả nhà các em đầm. Em làm gì tao quên mất tiêu rồi, cái làm em có cái làm đen kia đẹp dữ lắm, em để đâu rồi ta. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Em sẽ lên cho cả nhà một cái em đầm sườn xám. Sườn xám mã số của em nó sẽ là 1635 nhá. 199.000 luôn. Đầm này hình như còn sẽ lớn này chị ạ. Đó, trời ơi nó mát. Có chị nào nhận được nhung lạnh mấy nhà em chưa? Nhưng mà mấy nhà em là không đẹp không lấy tiền luôn á. Em đang mặc mã số các em nói là 1635, em còn L với lại 2X cả nhà. Đồng này là 54 kg cho tới là 74 kg mang được, U70 kg mang được, 54 kg cho tới 70 kg mang được, L74 cho tới L90 cho em. Đồng này em còn cho mình size L với lại size 2XL, giá sale ngày hôm nay là 199.000 đồng nha. Sườn xám cho cả nhà mình. Rồi đầm này hết cái sợi cổ tàu cho cả nhà mình ha. Tay lỡ ôm eo nè, dán sườn xám. Sườn xám thì chân váy sẽ có sẻ tà hai bên cho cả nhà mình. Thì mình thích để tà sẻ thì mình cứ để tà sẻ, không thích để tà sẻ thì mình có thể nhấc kín lại cho em được luôn nha. Chất nhung lạnh cả nhà ơi, mềm, êm ái, dễ chịu. Mã số của em nói là 1635. Mẫu em đang mặc mã số của em nói là 1635. Rồi mình đặt đơn bình luận cho em mã 1635 với số điện thoại giá 199.000 đồng. Mã 1635 em còn cho cả nhà mình là size L với 2X. Rồi, size L eo chưa co giãn là L74, co giãn rồi là L84. L74 là eo chưa co giãn rồi là L84 cho em. Còn size 2XL eo chưa co giãn là L84, co giãn rồi là eo được tới 90-92 dùng em ha. Đó, đồng đẹp, mềm, êm, chất co giãn cho mình luôn. Size 2XL chị khách nào L82 mình mang cũng vừa cho em nhé. Xinh quá trời cả nhà ơi. Cái chất trong lạnh thì mình cứ yên tâm, khi mà mình sờ lên cái mặt vải cái chất nó rất là êm, mướt lắm luôn, mềm lắm. Độ co giãn này cả nhà, co giãn siêu nhiều, không nhăn nhầu, không chạy nhầu vải. Em có tặng phụ kiện này luôn nha, tặng luôn cái ghim cài kèm với đầm luôn nha mấy chế. Giá của em đến ngày hôm nay là 199, em còn size L với lại size 2XL là em hết luôn. Em còn L với lại 2XL là hết luôn cả nhà, nhanh tay lên đơn chút liền dùm em nha. Đầm này sẽ có size cho cả nhà mình từ 54kg cho tới 70kg. Eo của em đó là eo 74 cho tới là L90, L74 cho tới L90 thì mình sẽ men vừa nha. Đó, rồi giống như là bầu trời đêm có ngàn sao lấp lánh về cả nhà. Nền đen có phối cho mình họa tiết ngôi sao nha, dễ thương quá trời. Rồi mẫu em đang mặc mã số các em đó là 1635, 1635 em cao mấy 65, đầm để mặc dài qua gối luôn nha. Em ấy này mặc dài qua gối cho cả nhà mình luôn. Rồi tiếp tục em lên cho cả nhà một cái em đầm beo nhá. Rồi lên luôn cho cả em cái em đầm beo đi. Đầm beo này cũng rất là đẹp luôn nè. Sơ mi da beo maxi. Mẫu này mã số các em nó sẽ là 1671. Đầm em đang mặc trên người mã số các em nó là 1671 ạ. Chị nào chưa có tranh thủ lên đơn giùm em nha. Đây. Em đang mặc mã số các em nó là 1671 bạn ơi. Đầm này thiết kế sợi cổ sơ mi cho mình nè. Tay ngắn vai phồng nha, dán đồng phong xòe. Đó. Xuất sắc quá trời. Xuất sắc quá. Cả nhà đã có đầm tiệc chưa ạ? Chưa có thì mình chúc đơn đầm tiệc nha. Cái đầm tiệc có cái chuỗi ngọc này của em bị lẻ mất size XL, em hết XL rồi. Còn cái đầm tiệc màu đỏ này em đang còn đủ size nha. Đầm này thì sẽ là 80-85kg, E100. Rồi, còn em đang mặc trên người mã số của em nó là
671. Em ấy này em mới vừa về hàng cả nha, đầm sơ mi maxi dáng dài. Chắc là bạn cắt thái. Rồi giá của em nó ngày hôm nay là 349.000 ha. Tông màu đen trắng cả nhà. Năm ngoái em đâu có về cái đầm beo rồi đúng không cả nhà? Nhiều chị khách hỏi em có đầm beo không? Năm ngoái không có cái đầm beo nào hết trơn á. Rồi năm nay có đầm beo cho cả nhà mình đây. Trời ơi ta nói nó đẹp. Em đang mặc trên người mã số của em nó là 1671, giá là 349.000 đồng. Em đang có cho các chị yêu mình 4 size đầy đủ luôn. M là XL và lại cả 2XL, từ 40 kg cho tới là 70 kg. Eo là eo 86 đổ về ha, đầm này eo 86 88 đổ về, mặc đẹp cho em luôn. Họa tiết da beo cho các thái nha. Đầm dáng dài cả nhà, nhưng mà khi mà mình diện lên á, cái chất của nó rất là mát, nó rất mềm, rất mát luôn. Hai lớp cho mình, kèm thêm cho cả nhà hai túi hai bên đầy đủ như vậy nha. Đẹp quá trời đúng không ạ? Rồi em đang mặc trên người mã số 1671, đặt đơn và lần ngay cho em mã 1671 với sáng hỏi nha. Cả nhà đang theo dõi like của em, cả nhà ơi cho em xin một nút chấm tương tác bài like stream cả nhà nhé. Cả nhà cho em xin một nút chấm tương tác bài like nhé. Em đang mặc mã số của em nó là 1671, giá của em nó là 349 nha, 349. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho mình xem thêm mã khác. Lên cái đầm nào tươi tươi xíu đi cả nhà ha. Nãy giờ lên cho mình mấy cái tông màu nó hơi tối tối. Lên cho mình cái đầm màu tươi tươi xíu đây, cái đầm này đi. Đầm này thì rất là dịu luôn á. Mẫu váy này sẽ có cho cả nhà mình hai màu để mình dễ dàng chọn lựa nha. Em đang mặc trên người mã số của em đó là 1312. Rồi em cảm ơn chị yêu mình ạ. Cả nhà ơi cho em xin một nút chấm tương tác bài la nha. Đây em sẽ có cho mình hai màu để cả nhà mình dễ dàng chọn lựa đây. 1312 là màu xanh, còn 1313 là màu đen cho em. Rồi em chốt sale đồng giá cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có 149.000. 149.000 đồng thôi cả nhà, rất là đẹp luôn, rất là rẻ luôn. Chất chiếc phong cho cả nhà nha, vải mềm, nhẹ tinh, chất rất là mát luôn. Hai lớp, hai túi nè, em cao mét 65, đầm để mặc dài tới mắt trên, mắt cá chân ha. Thích mặc dài để dài, thích mặc dáng dài lên like cho em. Trời đẹp quá. 1312 nè. 149.000 đồng, 1312 là màu xanh em đang mặc này nha. 149.000. Rồi còn 1313 là cái em đang cầm màu đen, cũng 149.000 luôn. 40kg cho tới 55kg, eo 74 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp cho em luôn ha. Giá sale ngày hôm nay chỉ có 149.000 đồng. Cái chất chiếc phao cả nhà, cái vải của nó rất là đẹp luôn nha. Đây cả nhà nhìn giùm em nè, vải mềm, nhẹ nha, chất rất là mát luôn. Họa tiết quá sang luôn, đầm này mặc đi tiệc cho em. Mặc đi tiệc, đi đám cưới, đám hỏi rất đẹp luôn. Rồi giá của em nó sẽ là 149.000 đồng. Thích màu xanh đặt đơn che mã 1312. Thích màu đen đặt đơn che mã 1313. Hai màu là hai mã số khác nhau nha mấy chị ạ. Hai màu là hai mã số khác nhau, không có cái nào giống cái nào nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình một cái em đầm vest. Để em lên cho cả những cái em đầm vest này nó hơi lạ lạ một xíu. Rồi chợt nhớ là lúc trưa này em mặc cho cả nhà mình không có đầy đủ đầm á cả nhà, còn quá trời mẫu chưa mặc nè. Rồi cái mẫu vest này nữa cũng chưa mặc luôn. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã vest nha. Mã vest chấm bi rất là xinh luôn. Kiểu này xu nha cả nhà ơi, kiểu này vest công sở nha. Rồi em đang mặc mã số các em nói là 1398. Em đang mặc mã số 1398, đầm này thì cái sợi cổ vest cho cả nhà mình. Tay lỡ ôm eo nè. Đó. Rồi cái dáng nó ôm như vậy nha. Coi giãn cho mình luôn. Em đang mặc mã số của em là 1398 nha, 1398. Rồi mình đặt đơn mình lựa ngay cho em mã luôn, 1398 với xin hỏi. 1398. 1398 với xin hỏi cho em là được em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Đầm này cái xà lầu cổ vest cho cả nhà mình đây. Em còn cho mình size XL với lại 2XL, cả nhà sẽ rẻ luôn 149. Sẽ rẻ luôn cho mình 149, mã số của em nó là 1398. Còn cho cả nhà size XL và size 2XL có cái túi mini ở đây. Em có cái túi mini ở đây cả nhà ơi. Rồi 1398 cho em cả nhà nhé. 1398 giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 149.000 đồng. Thì cái đầm này á là em có XL 2X, size XL. Size XL eo của em là eo 74.
cho tới là eo 80. Sẽ L eo 74 cho tới eo 80. Xa hết L eo 80 cho tới eo 85, 86 mình mang vừa. Chắc là phải poly cho cả nhà mình ha. Đồng này sẽ có độ co giãn rất là nhiều cho mình luôn. Khóa kéo nằm đằng sau lưng nè, co giãn nhiều nha cả nhà ơi. Vải này dày, vải này dày, nếu như mà chị khách nào mà mình mặc đi làm á, làm công sở và văn phòng á, ở phòng máy lạnh thì không có nóng, còn nếu như mà mình mặc ở ngoài đi cả nhà ơi, ở máy quạt đây thì chắc em nghĩ là nó sẽ hơi nóng, tại vì vải này nó dày nha. Poly nha cả nhà ha, poly hai da, mặc bên ngoài màu gì nè, mặc bên trong hay màu ngược lại đó, đẹp không, co giãn nhiều luôn, xuất sắc cả nhà ơi. Rồi thích mã này bình luận cho em mã số 1398 với số điện thoại, giá của em nó sẽ là 100 mấy, quên mất tiêu rồi ta, 149.000 đồng, 1398 giá 149.000 đồng. Cả nhà lâu lâu chấm bài tương tác giùm em cả nhà nha. Đó, 149.000 đó, 149.000, 149.000 đồng nha. Em đang mặc trên người mã số của em nó là 1398, giá của em nó ngày hôm nay sẽ là 149.000 đồng. Mình đặt đơn bình luận ngay trên phía dưới mã số 1398 với số điện thoại cho em được em tư vấn và chạy hàng cho mình luôn. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác em xíu nha. Rồi đây, lên cho cả nhà mình cái đầm maxi đen trơn một màu nhé, dáng dài cho mình luôn. Maxi thì em có cho cả nhà mình chị ok chị, màu đỏ đằng sau đúng không, cái đầm đầm tiệc á chị ạ. Có size eo tới 100 luôn á chị, 80 với eo 100. Rồi em đang mặc trên người mã số của em là 1632, em đang mặc mã 1632, đầm này thì cái sợi là cổ sơ mi, tay lỡ vai phòng ôm eo, dáng đồng phong xòe dài. Em đang mặc mã số của em nó sẽ là 1632 nha. Chị khách nào mình đặt đơn mình lộn ngay cho em mã 1632 với số điện thoại cho em được em tư vấn luôn. Đẹp nha cả nhà ơi. Có chân váy không shop? Dạ chân váy hả chị? Không chứ đẹp ơi. À, em có áo với chân váy mà em bán hết trơn rồi chứ Kim Thùy ạ. Với lại bên nhà em không có bán chân váy rồi nha. Nếu như bán thì cũng bán cả set luôn, cả áo cả chân váy. Rồi đây em đang mặc cho người mã 1632. 1632 cả nhớ, em đang mặc mã số của em đó là 1632 cả nhớ ơi. Đầm này hết cái sợi cổ sơ mi nha, tay lỡ cho mình ôm eo, dáng đồng phong xòe tròn như vậy, rất là xuất sắc đúng không. Em đang mặc mã 1632. Rồi em ấy này em cần cho cả nhà hai size M và L. Còn có hai size cả nhớ ơi. Rồi em sale luôn 250, 1632 maxi dài 250 cho mình nè. Size M, size M là eo 65 cho tới eo 75, size M eo 65 cho tới eo 75 nha. Và size L thì eo 75 cho tới eo 82. Size L eo 75 cho tới eo 82 dùm em. Giá sale ngày hôm nay là 249.000 đồng. Đó, chất liệu vải von dài luôn, em cao mét 65, đầm đậy mặt dài tới cổ chân nha. Nền vải này cả nhà màu đen và có phối với mình những cái hạt bông. Mấy cái hạt bông này nè là em sẽ không có dán keo hay là em cũng không có may nó vô nha cả nhà. Cái này là cái vải của em nó luôn á. Từ gốc đi ra là vậy luôn á cả nhà ơi. Không có may nó, còn không có dán nó lên mặt vải nha. Êm lắm, sờ lên nó êm lắm, không có gây khó chịu, không có em tí xíu khó chịu gì cả. Và từng cái hạt bông này nó sẽ nổi bên bề mặt bên ngoài của vải nha, chứ nó không có nổi bề mặt bên trong ha. Mặt lên rất là dễ chịu luôn. Hai lớp hai túi nè, có phối cúc cho cả nhà mình. Đây, có cúc phía trước như vậy đây. Nhìn cái đầm màu đen nó cũng không có bị quá tối nha. Nút phần tay, nút phía trước cho mình như vậy. Rồi, 249.000, mẫu em đang mặc, mã số của em nó là 1632. Mình đặt đơn bình luận ngay cho em mã nha. 1632 với số điện thoại, giá của em nó ngày hôm nay sẽ là 249.000. 40kg cho tới 62kg, eo 82 đổ về cả nhà nha. 40kg cho tới là 62kg, eo 82 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Giá 249.000 đồng một váy, co giãn nhẹ nhàng cả nhà nha. Đầm này thì co giãn nhẹ nhẹ thôi. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác ạ. Ủa, chị ơi chị thích cái đầm màu đỏ đúng không chị? Trời em quên cả nhà ơi, em lỡ quên. Đây nè, em thay cho chị coi cái đầm màu đỏ. Cái đầm màu đỏ này dáng tuyệt chị nha. Trời ơi, cái đầm này họa tiết đẹp lắm, vải cũng đẹp luôn. Đầm đỏ này qua đây là bảo đơn á chứ yêu ạ. Rồi chờ em xíu nha, em lên tiếp cho cả nhà mình một cái em đầm màu đỏ nè. Trời ơi, siêu phẩm đẹp xuất sắc luôn. Mẫu em mặc, mã số của em nó sẽ là 1676, đủ size cho cả nhà mình dễ dàng chọn lựa ạ.
Tiếp tục, em đang mặc trên người mã số của em nó là 1676 nha. Đồng này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho cả nhà mình như vậy nè. Tay lỡ vai phòng, ôm eo, dáng đồng phong xòe dài cho mình luôn. Màu đỏ cả nhà nha. Đỏ này không phải đỏ tươi mà cũng không phải đỏ đô. Cái đỏ này đỏ đậm. Như chị thấy trên livestream á, mình nhìn ra màu đỏ cam đúng không? Không có đâu. Màu đỏ đậm. Đây em cho mình coi nè. Ở đây em có một cái chai. Chai này mà qua nay cả nhà mình thấy quen đúng không? Cái này là màu đỏ tươi nè. Cái này mới là đỏ tươi nè. Mà cái đầm em mặc trên người là nó đậm hơn cái chai này luôn. Cái em đang mặc là màu đỏ đậm, không phải đỏ đô mà cũng không phải đỏ tươi luôn. Cái này nằm ngay cái khoảng giữa, vừa đỏ đô và đỏ tươi, nó rất đẹp luôn á Chiêu ơi. Rồi cái màu của nó đẹp mà nó sang ghê lắm. Qua nay cái đầm này bảo đơn á, cả nhà mình tranh thủ nha. Còn đủ size cho mình 1676, 40kg cho tới là 80kg, em 100 độ về cả nhà sẽ mặc đẹp. Mã số là 1676 nha, 1676. Đầm này dài 120 cả nhà nhé. 1676. Rồi 1676 em đang có cho các chị đẹp mình đầy đủ 4 size, từ 40kg cho tới 80kg, em 100 đổ về cả nhà sẽ mặc đẹp và thoải mái. Mua cái đầm này em tặng luôn cho mình cái phụ kiện này luôn. Rồi đầm này em đang chốt sale cho cả nhà mình là 349.000 đồng. Nhìn cái chất ren giùm em cả nhà, từng cái họa tiết ren này nè, nó sẽ nổi tại mặt vải nha. Trời ơi đẹp quá, êm lắm, siêu mềm, có co giãn cho mình luôn. Rồi em đang mặc trên người mã số của em nó là 1676 nha. Giá của em nó ngày hôm nay là 349.000. Mình đặt đơn mã váy này của em bình luận ngay trên phía dưới mã số 1676 với số điện thoại cho em là đột giá 349.000 đồng nha. Vải mềm, co giãn, hai lớp, hai túi, khóa cái ẩn nằm đằng sau lưng, mã số là 1676 nha. Đặt đơn bình luận ngay trên mã 1676 và số điện thoại. Cao 1m65 nha em, thì mặc đầm này á dài tới mắt cá chân nha mấy chị yêu ơi. Đẹp lắm luôn á, xuất sắc ghê chưa, trời bao ghiền luôn á. Đầm này mặc đi chơi nè, đi đám cưới đám hỏi nè, đi tiệc cho em 349.000 đồng, rất là rẻ luôn nha. Nhận được em váy này đảm bảo là cả nhà mình ghiền liền luôn, nhìn nó rất là chất lượng luôn nha, cầm lên là chắc tay luôn á. Rồi 349.000 đồng chỉ còn có giá là 349.000. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Cả nhà mình đã có hoa thêu trong tủ đồ chưa? Chưa có hoa thêu thì em lên cho mình một cái đầm mầm hoa thêu cho mình nhé. Rồi bây giờ em sẽ lên cho cả nhà mình đọc hoa theo đây. Tiếp tục, hoa theo mã số của em nó là 1588 cả nhà nhé. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nó là 1588. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tim cả nhà ơi, cổ tim cho mình, tay ngắn nha, dáng đồng phong xòe. Chất vải của em nó là chất thun. Bên nhà em hiện tại đang có một mẫu đầm này là đầm thun duy nhất luôn á. Rồi chất thun, thun sống cho cả nhà mình. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1588. 1588 đầm ý cái sợi đầu cổ tim cho mình ha. Nguyên cái mảng hoa theo ở đây được may quanh cổ áo cho mình luôn nha. Không có dán keo, không có ép nhựa đâu. Co giãn nè, trời ơi co giãn nhiều cực kỳ luôn. Đầm này dán dài luôn nha mấy chị đẹp ạ. Đầm ở nhà em thường á là em sẽ may cho mình những cái dán dài dài không à. Mình thích mặc dài thì mình cứ để dài, không thích mặc dài lên like. Còn nếu như may ngắn quá đó thì chị khách nào thích mặc dài không có biết lấy cái gì đắp vô thêm. Đa số em sẽ may dài dài nha. Rồi 1588 nè, trong cái like này em giảm giá cho mình nè, 249.000 đồng. Trời cái mảng hoa thêu này chất lượng lắm luôn nha. Đây mình nhìn cái bông giùm em, ở bên trong là màu đỏ đô nha. Đó, nó tan ra ngoài là màu đỏ tươi nha mấy chị yêu ạ. Lá nè, lá cũng chuyển màu luôn, màu đậm màu nhạt. Bông cũng là đậm nhạt nha, tự đậm từ trong đi ra ngoài nhạt nè. Còn lá thì nhạt từ trong đi ra ngoài đậm cho mình như vậy nè. Trời ơi cái mảng hoa thêu chất lượng ghê chưa cả nhà ơi. Đẹp quá, rất là mướt luôn nha. May lên trên mặt vải cho mình luôn, êm cực kỳ. Chất vải này chất vải thun sống nha cả nhà ơi. Khi mà mình sờ lên thì không có gây khó chịu gì hết, êm ái dễ chịu cho mình luôn. Dạ đầm đó có mấy màu em? Đầm đó hay đầm đỏ chị? Đầm đỏ thì em có một màu, còn cái em đang mặc trên người cũng có một màu thôi. Hoa đỏ trên tường bao nhiêu? Cái đầm đó không phải hoa đâu chị, cái đó là họa tiết á chị ơi, 250 nha. Cái đầm này làm ren họa tiết. Phải cái này không chị ơi? Cái này là ren họa tiết chị nha. Còn cái váy hoa kia, cái váy hoa này là váy hoa đi biển. Váy này váy hoa đi biển chứ đẹp nha. Cái váy hoa đi biển này giá của em nó là 349.000. Váy hoa đi biển là 349.000 giùm em. Đó. Còn cái váy này là váy ren phối màu. Váy ren mix màu, giá của em nó là 249.000 chị nha.
Còn cái váy hoa đỏ, hoa thêu đỏ em đang mặc trên người cũng 249.000 đồng. Đồng này từ 40kg cho tới 70kg. Và eo dưới 88 thì mình sẽ men vừa đó ạ. À. Em đang mặc trên người mã số các em nói là 1588 nha. Mình đặt đơn bình luận ngay trên mã 1588 và số điện thoại. Giá của em đến ngày hôm nay sẽ là 249.000. 1588 với số điện thoại 249.000 đồng duy nhất trong bài lệ trim ngày hôm nay. Tranh thủ coi ơi, coi giãn nhiều luôn, mềm êm chất mát, một lớp hai túi, khóa cái ẩn nằm đằng sau lưng. Thích mã váy này bình luận cho em mã 1588 với số điện thoại. Giá của em nó sẽ là 249.000 đồng. Rồi ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Ưng nằm nào chút sớm nha, em tư vấn cả nhà nhé. Tiếp tục lên luôn cho cả nhà mình cái em đầm mà lên cho cả nhà một cái em váy hoa sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Giá của em nó chỉ có 99.000 đồng thôi, chất von hàng cả nhà nhé. Tiếp tục mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1536. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1536 ạ. Đầm này thiết kế sợi cổ lục giác cho cả nhà mình, tay lỡ vai phồng nha. Dán xòe cho mình luôn. Ôi nó đẹp nè. Đẹp không cả nhà ơi, xuất sắc. Em đang mặc mã số của em nó là 1536. 1536, giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 99.000. Chất von hàng cả nhà, von thì cả nhà cứ yên tâm. Cái vải von hàng này nó dày dặn hơn những cái vải von khác. Mình có thể giặt tay giặt máy được mà không có sợ bị tưa vải hay bị chạy chị vải gì hết nha. Hai lớp hóa kéo nằm đằng sau lưng. Rồi em đang mặc mã số của em nó là 1536. Nhưng mà đầm này á, cái form size nó hơi nhỏ một xíu cả nhà ha. 40kg cho tới là 50kg. Em 54kg mang cũng vừa nè, nhưng mà eo phải dưới 68. Eo dưới 68 rồi mình mang vừa cho em đó ạ. À. 50, 52kg, 54kg nhà mặc cũng vừa. Nhưng mà eo dưới 68 mình mặc vừa cả nhà ha. Em đang mặc trên người mã số các em nói là 1536, 1536. Giá của em đến ngày hôm nay sẽ là 99.000 đồng. Mình đặt đơn bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1536 với số điện thoại cho em là được ha. 1536 giá 99.000 đồng. Nhanh tay lên đơn chút liền cho em cả nhà ơi. Đặt đơn chậm tay quá nó hết hàng uổng cả nhà. Em đang mặc mã số của em nó sẽ là 1536 nha, 1536. Rồi, nhanh tay lên đơn chút liền cho em cả nhà. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn nha. 1536 giá của em nó ngày hôm nay sẽ là 99.000 đồng, 99.000 đồng cả nhà. Rồi, ok. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nữa nha. Đặt đơn mã váy này bình luận cho em mã số 1536 với số điện thoại 99.000, 99.000 đồng thôi. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Lên cho mấy chị yêu mình một cái em đầm body màu đỏ. Chỗ cái đầm body này em bị lẻ size mất rồi cả nhà, còn 3 size nhưng mà cũng được tới 70kg nha. Cũng được tới 70-72kg nha cả nhà ơi. Eo 92-95 độ về mặc được đó. Đây, em đang mặc mã số các em nó là 1661. Mẫu em đang mặc mã 1661 ạ. Rồi, đầm này em chốt cho cả nhà là 329.000 nha. Cái đầm này em có tặng kèm phụ kiện. Đầm này có chất nó rất là mát, mềm mại, nhẹ nhàng mặc mát. Mình mặc mùa thu, mùa hè đều được luôn nha mấy chị yêu ạ. Họa tiết của em đó là họa tiết san hô. Thì cái họa tiết san hô này á là gồm những cái ô nó ráp lại với nhau như vậy. Cho khi mà mình mặc lên thì nhìn mình nó ốm đi vài ký luôn cả nhà. Rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Rồi, em đang mặc mã số của em nó là 1661. Rồi, 1661 ngày hôm nay shop chốt xe cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có là 329.000 đồng. Coi giãn nhiều cho mình luôn ha. Ôm eo nè, cổ tròn, khoét giọt lệ, tay lỡ vai bồng cho cả nhà mình luôn. Dán đồng nè, body bút chì. Em đang mặc mã số của em nó là 1661 ha. Chỉ khác là mình đặt đơn bình luận ngay cho em mã 1661 với số điện thoại cho em mà được luôn. Đầm siêu co giãn cho cả nhà mình nè cả nhà ơi. Trời ơi, đẹp mê ly luôn ha. Họ tiết màu đỏ nè, 1661 nha. Chỉ khác là mình đặt đơn, nhanh tay lên đơn cho mấy cái luôn. Ok chị, 1536 có 99.000 đồng mà chứ Huỳnh Liên ơi. Eo dưới 68 là mình mang vừa. Cứ eo dưới 68 mang vừa. Cái màu nó rất là đẹp. Cái màu nó rất là đẹp. Nhiều chị khách kêu em là em ơi về thêm size lớn đi mà vải này á, nhưng mà em không có để về cả nhà. Cái màu nó nhìn rất là sang luôn, rất là hay luôn cả nhà. Đây, mẫu này thì em về em mang rất là chạy. Nhưng mà cái form của size M cả nhà, em lỡ may nó nhỏ. Em lỡ may nhỏ, sai lỡ là hãy tay máng hết sạch luôn trong một nốt nhạc. Còn cái size M cái phong nó bị nhỏ mất rồi. Eo 68 nha, 99.000 thôi.
Còn mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1661 cả nhà nhé, 1661. Chị khách là mình đặt đơn tranh thủ giùm em. Cái chất vải này bên ngoài em dệt kinh tuyến rất nhiều, nhưng mà cái mặt bên trong nè, sờ lên cho em chất mịn mát nha. Em chỉ còn 3 size thôi, đầm này có giãn rất là nhiều luôn. Mã 1661 là 329.000 đồng. Để em báo size eo cho mình nha, 1661 nè. Rồi 1661 size M, eo chưa co giãn là eo 66, co giãn rồi là co giãn tới 86 luôn, là cái đầm này co giãn tới 20 phân lận nha. Đó, rồi size L chưa co giãn là eo 70, co giãn rồi là eo được tới 90, và size XL chưa co giãn eo 74, co giãn rồi là eo được tới 94 luôn. Thì giá của em bán ngày hôm nay chỉ có 329.000 đồng, cả dòng tranh thủ lên đơn chút liền nha. Rồi 329.000 đồng mã 1661. Rồi mẫu đầm này cũng đã khép lại bài livestream tối ngày hôm nay của em rồi. Chị nào vô sau thì mình có thể coi lại bài livestream này, hoặc là đón xem những bài livestream kế tiếp của bên em vào lúc quên cả nhơi. Em có like ca trưa nói nhé. Chị khách nào mà mình rảnh buổi trưa thì mình vô vào lúc 12:30 trưa hàng ngày, và chị nào rảnh buổi tối thì mình vào lúc 6:50 hay 7:00 hàng ngày vậy đó, 7:00 hàng ngày vô đi ha. Đó, buổi trưa thì 12:30, buổi tối thì 7:00 hàng ngày. Đó, bây giờ thì em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ rất là nhiệt tình và theo dõi like cho tới bây giờ nha. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày hôm sau nhé.